Trong tập trước, đại hội phân tông giữa các tông phái đã chính thức diễn ra tại Vô Cực Tông. Lữ Yên Phỉ vẫn đang ngày đêm mong ngóng Vương Lâm có thể kịp quay về để có thể đại diện cho Quy Nguyên Tông tham gia thi đấu. Lý Thiến Mai lúc này cũng đã có mặt tại đây để có thể được gặp cờ rớt Vương Lâm. Trong lúc đó, Vương Lâm vẫn đang miệt mài cùng Văn Thú Vương thu phục đám văn thú bên trong phong tiên giới. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Vẻ mặt Lý Thiến Mai vẫn cực kỳ bình tĩnh, nàng xoay người nhìn về phía Triệu Long và Lữ Anh Kiệt. Lúc này Lữ Anh Kiệt đang muốn mở miệng giải thích nhưng Triệu Long lại lui người phóng về phía sau như tên bắn. Hai tay hắn bấm khẩu quyết, thần thông lập tức bùng ra quanh người. Nhưng khoảnh khắc khi Triệu Long lui người về phía sau thì thân thể Lý Thiến Mai đã động. Nàng dùng tốc độ cực nhanh làm xuất hiện hàng loạt tàn ảnh. Nàng ầm ầm phóng tới rồi trực tiếp xẹt qua đám người trước mặt trong nháy mắt. Lý Thiến Mai xuất hiện phía sau Triệu Long với tu vi tóa nhất hậu kỳ. Nàng nâng bàn tay ngọc lên rồi đánh về phía trước. Một luồng sát khí ngập trời đột nhiên bùng lên. Luồng sát khí này rất kinh người. Bên trong còn ẩn giấu những tiếng gầm như sấm động của mãnh thú, cũng mơ hồ lộ ra một luồng cảm giác cực kỳ yên dị. Sát khí trực tiếp hóa thành sương mù bao phủ qua người Triệu Long. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Triệu Long phun ra máu tươi, thân thể lập tức bị văng ra ngoài. Cánh tay trái tan vỡ ầm ầm rồi hóa thành máu. Tay phải cũng vỡ nát. Ngay sau đó cả thân thể cũng vỡ nát. Máu tươi bùng ra khắp bốn phía. Nguyên thần Triệu Long mang theo vẻ kinh hoàng và sợ hãi phóng về phương xa, vội vàng phóng đi như tên bắn. Lý Thiến Mai bình tĩnh nhìn qua Phùng Hải Vô Cực Tông và lão già tóc đỏ, nàng nói khẽ, nếu hai vị không để bụng thì ta sẽ cho Vô Cực Tông một công đạo trong chuyện này. Nói xong, Lý Thiến Mai nhìn về phía Lữ Anh Kiệt rồi lại khẽ nói, nếu ngươi đã muốn chiến đấu một trận với hắn thì giữ tính mệnh lại. Nếu hắn không tới, chính ta sẽ tự tay lấy đi mệnh hồn của ngươi và tên họ Triệu kia. Một đòn ác liệt, một lời nói đơn giản nhưng tạo thành cơn chấn động cực kỳ khủng bố, làm cho tất cả tu sĩ khắp bốn phía được chứng kiến tình cảnh vừa rồi phải hít vào một hơi thật sâu. Trong mắt bùng lên vẻ khiếp sợ cùng cực. Trăm năm trước sư thúc tổ đã từng nói, người sẽ đến. Lữ Yên Phỉ khẽ nói không do dự. Khoảnh khắc này người đang được đám Vô Cực Tông và tất cả tu sĩ khác chú ý và suy đoán lại đang ở trên phong tiên giới. Người này mang theo gần 5.000 văn thú màu đỏ máu chiến đấu với 100 con văn thú màu xanh lam. Tình cảnh nơi đây giống như một đám mây đỏ che ngang bầu trời, đang gào thét phóng qua vùng biên giới. Trong phong tiên giới trống trải, tiếng gió vang lên như tiếng khóc nức nở. Nhưng khi những văn thú rít lên thì tiếng gió đã không còn được nghe thấy. Đặc biệt là trong đám văn thú có một văn thú vương màu vàng nhạt, tiếng gầm giống của nó vang lên kinh thiên động địa. Mỗi lần nó gầm giống đều làm cho đám văn thú bốn phía phải sợ hãi, cả đám nhanh chóng bao quanh rồi phóng về phía trước. Trên lưng văn vương là Vương Lâm với áo trắng, tóc trắng bay bổng trong gió, ánh mắt sáng người nhìn chăm chăm trong phong tiên giới, dần dần ánh mắt lại càng sáng. Sau mấy ngày liên tiếp thì tình trạng vết thương của hắn đã dần khôi phục, nhưng nếu so sánh tình trạng vết thương với số lượng văn thú khổng lồ thì thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Ta đã đạt được mong muốn tiến vào trong phong tiên giới lần thứ nhất, số lượng văn thú đạt được đã đủ, lúc này nên đi làm những gì đã hứa hẹn với Quy Nguyên Tông. Văn thú vương màu vàng nhạt dưới người Vương Lâm lập tức rít lên một tiếng cực kỳ chói tai, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, đám mây màu đỏ được hình thành bằng mấy ngàn văn thú lập tức thay đổi phương hướng. Tất cả văn thú liên tục tụ tập lại rồi phóng đi như tên bắn. Vương Lâm ẩn thân trong khí tức của rất nhiều văn thú nên hình bóng của hắn rất khó bị người khác phát hiện, nhưng sự cẩn thận của hắn lại càng ngày càng tăng. Tốc độ của văn thú tiến về phía trước cũng giảm hắn xuống, tất cả đều chậm rãi gào thét phóng về vị trí sâu nhất trong phong tiên giới. Khi liên tục phóng về phía trước, Vương Lâm rõ ràng phát hiện ra những luồng gió chướng trong thiên địa ngày càng trở nên dữ dội. Tiếng gió nức nở nghẹn ngào giống như đang có rất nhiều linh hồn thê lương liên tục kêu khó kinh thiên động địa. Đồng thời trong gió cũng liên tục xuất hiện những vòng xoáy chạy đi chạy lại giữa đất trời. Văn thú hình như cực kỳ yêu thích những luồng gió này, đặc biệt là những cơn gió xoáy. Trên đường đi Vương Lâm đã được nhìn thấy hàng trăm văn thú phóng vào trong gió xoáy rồi xoay chuyển theo cơn gió bay về phương xa. Khi những âm thanh ầm ầm vang vọng thiên địa, chợt nhìn lại thì không thể phân biệt rõ văn thú chuyển động theo gió xoáy hay gió xoáy bị cuốn theo văn thú. Khi liên tục phóng về phía trước, mặt đất phong tiên giới bị tổn hại liên tục đập vào mắt Vương Lâm. Hàng loạt khối đại địa tan nát giống như một chiếc gương vỡ, ngăn cách giữa những khối đất đá là rất nhiều khe nứt khổng lồ, cũng có những khe nứt cực rộng, bên trong là một khoảng hư vô không giới hạn. Trên những vùng đất đá tan vỡ còn có hàng loạt những bộ hài cốt hoang tàn, có rất nhiều kiến trúc sụp đổ, gió chướng từ trong đó bùng ra giống như đang đi trên một con đường tan thương. Những ngọn gió nơi đây đã làm cho những kiến trúc hoang tàn dần dần tiêu tán theo năm tháng. Vương Lâm nhìn qua tình cảnh trước mặt mà trong lòng không khỏi bùng lên một cảm giác thê lương. Đời hắn đã tu đạo gần 2.000 năm, đã đi qua vũ tiên giới, lôi tiên giới, ngày hôm nay lại đến phong tiên giới. Kinh nghiệm của Vương Lâm có thể nói là cực kỳ phong phú, những người có thể so sánh được với hắn thì cực kỳ hiếm. Cảm giác vũ giới gây ra cho Vương Lâm chính là sự phá hủy nghiêm trọng, khi nhìn rất khó có thể tìm lại hình ảnh tiên giới trước kia. Những thứ còn lại chỉ là quá trình tan vỡ,
Sau vài ngàn năm bị tu sĩ vơ vét bảo vật cũng chỉ còn những cảm giác thương tâm. Lôi giới thì hoàn toàn khác biệt, so với vũ giới thì lôi giới không bị phá hoại nghiêm trọng. Tuy nó vẫn tàn vỡ những nơi đó vẫn có thể cảm nhận được một vài phong thái hùng mạnh của lôi tiên năm xưa. Nhưng dù là lôi giới hay vũ giới cũng không thể so sánh với phong tiên giới. Vì phong giới có liên quan đến văn thú nên từ khi tan vỡ cho tới bây giờ vẫn được bảo tồn cực kỳ đầy đủ. Nơi đây chỉ có gió, những ngọn gió liên tục thổi trong thế giới không người vẫn còn tồn tại, vẫn cô độc vang vọng khắp đất trời. Toàn bộ phong giới gây ra cho Vương Lâm cảm giác chính là thê lương, cô độc và tịch mịch, giống như con người nơi đây đều đã chết sạch, chỉ có những ngọn gió thổi tới mang theo âm thanh nức nở. Vùng đất phía trước chính là một mảnh lục địa lớn nhất mà Vương Lâm được nhìn thấy trong phong giới. Mảng lục địa này giống như một con quái vật khổng lồ đang bay bổng trong không trung, bùng ra những cảm giác tang thương giống như đã trải qua thời gian muôn đời. Trung tâm đại lục là một cánh cửa đá khổng lồ, cánh cửa này cao mấy vạn trượng, dù đứng ở rất xa cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đám văn thú đang bao bọc Vương Lâm vào bên trong đã ngừng lại không bay về phía trước. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên lưng văn vương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa đá. Hắn đã mất tất cả cảm giác, ngay cả tiếng gió nức nở cũng đã bị ngăn cách bên tai. Hắn cũng quên chính mình đang ngồi trên văn thú. Lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại một cánh cửa đá khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Một luồng cảm giác năm tháng đột nhiên từ tâm thần Vương Lâm bùng ra tràn ngập khắp toàn thân. Lúc này hắn đang chìm đắm vào trong năm tháng, nhìn bãi bể nương dâu, nhìn thời đại thay đổi, nhìn đất đá trước mặt liên tục biến đổi, dần dần trở nên mất phương hướng. Nếu nói nó là cánh cửa đá thì cũng không chính xác lắm. Nó chỉ có một khung cửa giống như có hai cây cột hình vuông cao ngất trời, bên trên lại có một cây cột hơi ngắn tạo thành bộ dạng một cánh cửa. Lúc này cánh cửa đang đơn giản đứng trên đại lục, nó đang đón gió và đứng sừng sững bất động. Vương Lâm nhìn qua cánh cửa đá một lúc lâu thì tâm thân mới giống như đã quay về thân thể. Hắn thở ra một hơi thật sâu rồi dần khôi phục lại như bình thường. Nhưng lúc này hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá khổng lồ phía trước. Cánh cửa này cũng không xa lạ gì với hắn, trong đời hắn đã gặp qua vài lần. Cánh cửa này giống hệt như cánh cửa đá được hạt châu thiên nghịch huyễn hóa ra, nếu nhìn qua thì thấy giống nhau như đúc, không có điều gì khác biệt. Nếu nói có điểm khác nhau, hình như cánh cửa trong hạt châu thiên nghịch cũng không phải chỉ có một cái khung. Vương Lâm trầm tư một lát rồi đảo mắt nhìn cảnh khắp bốn phía. Nơi đây đã thuộc vị trí trung tâm của phong tiên giới, nếu tiếp tục phóng về phía trước thì chính thức tiến vào trung tâm. Nhưng Vương Lâm mơ hồ sinh ra cảm giác không muốn bỏ đi. Lúc này hắn nhìn về cánh cửa đá khổng lồ, thân thể lóe lên rồi trực tiếp rời khỏi lưng văn vương. Hắn đạp gió, đạp chân lên thiên địa rồi tiến từng bước về phía trước. Văn vương bay theo phía sau, bên ngoài thân thể nó gần 5.000 văn thú vẫn tạo thành một đám mây đỏ bao phủ bầu trời. Hình như cánh cửa đá trước mặt sinh ra một cảm giác hấp dẫn rất khó hiểu đối với Vương Lâm. Lúc này hắn chậm rãi đạp chân lên không trung rồi dần dần tiến đến. Khi hắn liên tục tiến đến gần thì khí thế khổng lồ của cánh cửa kia lại càng trở nên rõ ràng, đặc biệt là khi đứng ở ngay bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, tuy không thể nhìn thấy đỉnh cánh cửa nhưng lại cảm nhận được một luồng khí tức thê lương bao phủ thiên địa, giống như có một vòng xoáy khổng lồ lấy cánh cửa làm trung tâm rồi chậm rãi bùng ra khắp bốn phía. Vì sự tồn tại của vòng xoáy này mà giống như bên ngoài cánh cửa đá luôn được bao phủ trong một tầng sương mù, từ xa nhìn lại thì không thể phát hiện ra được, nhưng nếu đến gần thì hoàn toàn có thể. Cảm giác sương mù này cũng cực kỳ rõ ràng. Vương Lâm đứng trên mặt đất, ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lên cánh cửa đá khổng lồ trước mặt, tâm thần hắn chấn động, hắn vô ý bùng thần thức ra ngoài rồi hướng về phía cánh cửa mà bao phủ. Khoảnh khắc khi thần thức Vương Lâm ngưng tụ lại thì trong tâm thần đột nhiên vang lên những tiếng nổ đùng đùng, giống như sấm sét đang nổ vang bên tai, tạo thành một lực tấn công khủng bố và kinh thiên động địa đẩy tan sương mù, làm cho cánh cửa khổng lồ đột nhiên xuất hiện rõ ràng trước mặt Vương Lâm. Lúc này hắn đảo mắt nhìn qua, đây rõ ràng không còn là cánh cửa mà chính là một sinh linh. Sinh linh này đã có được thần thức, giống như sau rất nhiều năm tháng đã dần sinh ra tư tưởng. Khoảnh khắc khi thần thức Vương Lâm bùng ra bao phủ cánh cửa đá thì dần dung hợp với sinh linh này. Trong một khoảng thời gian ngắn, Vương Lâm đã quên mất sự tồn tại của bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm vẫn đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Trạng thái của hắn lúc này cực kỳ quỷ dị, mơ hồ giống như năm xưa ở trên tu chân tinh của Chân Đạo Tam Tử, ở trên vách núi ngộ ra một thức thần thông tàn dạ, cực kỳ giống nhau. Người xưa có nói khi người tu đạo tiến bước trên thiên địa, khi tiếp thu cái tâm của vạn vật trong thiên địa, đồng thời lại vừa dung thiên nạp địa thì sẽ hiểu ra đạo là thứ gì. Lời nói này có vẻ phức tạp nhưng thực tế thì cực kỳ có lý. Điều này giống như một người vẽ tranh, cả cuộc đời chưa thấy núi sông mây gió, chưa thấy qua biển rộng mênh mông, lại càng không được gặp những sắc thái tình cảm của nhân sinh. Như vậy người này sao có thể vẽ ra núi sông tiên cảnh, sao có thể vẽ được biển rộng rồng bay, sao thể vẽ ra một bức tranh muôn vạn đời người trong thiên địa. Chỉ tận mắt nhìn thấy và tự mình cảm ngộ mới có thể có núi có biển, cho nên người vẽ tranh cũng phải ẩn số tiên linh mới phóng bút tạo ra những kiệt tác để đời. Người tu đạo cũng có đạo lý này, cho nên tất cả đệ tử trong hàng loạt tông phái khi đạt đến một mức độ tu vi nhất định đều phải ra ngoài hành tẩu để cảm ngộ thiên địa.
Nhưng người vẽ tranh cũng được phân ra 5-7 loại, nhìn thấy khung cảnh thiên địa, không có cảm xúc lại càng không có cảm ngộ. Những gì để lại chỉ là một vài dấu chân, những dấu chân này cũng dần tiêu tán theo năm tháng. Cũng có người nhìn thấy thiên địa, nhìn thấy núi sông, dù chỉ nhìn thấy một ngư ông tung lưới trên con thuyền nhỏ cũng sinh ra cảm xúc. Dù dấu chân để lại cũng bị năm tháng hao mòn, nhưng hình bóng của núi sông và thiên địa lại được giữ trong tâm hồn, họ dùng tâm mang theo khung cảnh đất trời. Tu đạo cũng giống như vậy, cũng có người không tìm được cảm ngộ. Nếu dùng mắt thường nhìn cảnh vật thì dù có nhìn thế nào cũng chỉ uổng công. Nhưng nếu tu sĩ đưa cảnh vật vào trong lòng, giữ lại trong tâm thì chắc chắn những thứ này sẽ trở thành cảm ngộ của riêng mình. Lúc này trạng thái của Vương Lâm chính là muốn đem cánh cửa đá khổng lồ trước mặt ghi tạc vào trong lòng. Nếu trong đạo gia thì được gọi là mức độ sơ khai trong tam đại cảnh giới. Mức độ sơ khai này chính là ngọn nguồn của quá trình sáng tạo. Năm xưa Vương Lâm ngồi trên vách đá bên ngoài bờ biển cảm ngộ, ngửa mặt nhìn thiên, cái hắn muốn chính là thiên địa giữa biển cả mênh mông. Cuối cùng hắn đem tất cả mọi thứ ghi tạc vào trong lòng rồi mang đi, vì vậy hắn mới tạo ra được thần thông đầu tiên trong đời, đó chính là tàn dạ. Hôm nay, trong phong tiên giới, ở vị trí mảnh đại lục trung tâm, bên dưới cánh cửa đá khổng lồ, Vương Lâm lại một lần nữa có cảm giác minh ngộ, lại đắm chìm trong cảnh giới kỳ dị. Trong lúc vô tình, cánh cửa đá đã khắc sâu vào trong lòng hắn. Lúc này Vương Lâm cũng không nghĩ đến chuyện sáng tạo ra thần thông thứ hai sau tàn dạ, giống như năm xưa trên vách đá sát biển rộng hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng sau khi bỏ đi, hắn đã mang theo tàn dạ, cũng đem theo pháp thuật tàn dạ để thi triển giữa thiên địa. Thân thể Vương Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, khí tức trên thân thể chậm rãi dung hợp mãi đến khi hoàn toàn dung nhập vào trong cánh cửa đá rồi biến mất. Khoảnh khắc này nếu có tu sĩ đến đây, dù tản thần thức ra cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của Vương Lâm. Dù đứng bên cạnh Vương Lâm, nếu không đưa mắt nhìn mà chỉ dùng cảm nhận thì không thể phát hiện được có người đang tồn tại. Khoảnh khắc này khí tức của Vương Lâm, tất cả sinh cơ cũng tiêu tán, không còn bất kỳ thứ gì tồn tại. Văn Vương vốn vẫn đang bình tĩnh bay bổng giữa không trung, nhưng khoảnh khắc khi khí tức Vương Lâm biến mất thì trong mắt lại bùng lên vẻ nghi hoặc. Nó cúi đầu nhìn về phía Vương Lâm, vẻ mờ mịt trong ánh mắt lại càng tăng mạnh. Nó có thể rõ ràng nhìn thấy hình bóng chủ nhân, nhưng khoảnh khắc này tất cả khí tức của chủ nhân lại biến mất, thậm chí ngay cả một luồng cảm giác liên lạc cũng tiêu tán. Văn Vương rít lên một tiếng, nó lập tức bay quanh thân thể chủ nhân giống như chỉ làm vậy nó mới an tâm. Khi tiếng vang lên, mấy ngàn văn thú ở bốn phía lập tức phóng đến bao phủ những vùng lân cận. Khoảnh khắc khi khí tức của Vương Lâm tiêu tán, ở một vị trí cực sâu trong phong tiên giới, trên một mảng đại lục nhỏ, trong một vùng trời đen tối liên tục vang vọng những âm thanh vo ve giống như thiên địa hôm nay đang tồn tại một số lượng văn thú không thể tưởng tượng nổi. Đám văn thú này đang gào thét với số lượng vô tận. Trên mảng đại lục có một tượng đá hình người, đột nhiên đôi mắt hóa đá của pho tượng lại vận chuyển. Đôi mắt đá nhanh chóng hòa tan rồi chậm rãi mở ra. Trong cửa đá dù mạnh hay yếu cũng có 9 loại pháp tắc, hắn có thể cảm ngộ được một loại. Bầu trời màu xanh lam mơ hồ sinh ra những quầng sáng bùng ra bao phủ khắp mặt đất, hàng loạt tiên khí lượn lờ bao phủ, những tiên thú có bộ dạng duyên dáng chậm rãi bay trên bầu trời. Ngày hôm nay bầu không khí rất tốt lành, tiếng người nói chuyện cực kỳ náo nhiệt, phương xa có rất nhiều tiên nhân đang đạp tiên phong tiến đến. Bọn họ cười đùa nói chuyện và chỉ tay xuống bên dưới giống như đang nói về một thứ gì đó. Trên mặt đất kia là những ngọn núi san sát, phương xa hình như còn vang vọng tiếng sóng vỗ rì rào, tiên khí bao phủ khắp núi sông. Từ xa nhìn lại có thể thấy những đám mây tiên đang kéo đến làm cho khung cảnh nơi đây trở nên cực kỳ tuyệt vời. Có rất nhiều tiên nhân đang khoanh chân ngồi trên mặt đất giống như đang tạo thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này có phạm vi vạn dặm, số lượng tiên nhân ngồi xuống đếm không xuể, truyền đến ý chỉ của viễn cổ tiên vực, mở tu thông tiên môn nghênh đón viễn cổ tiên lâm thế. Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang vọng khắp đất trời, truyền đi khắp tiên giới. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên, đám tiên nhân trong trận pháp khổng lồ bên dưới lập tức bấm pháp quyết bùng ra tiên lực. Tất cả tiên lực đều dung nhập vào trong làm mặt đất trận pháp xuất hiện những tiếng nổ vang vọng. Không gian bốn phía lập tức xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo giống như đang trở nên rối loạn. Một con sóng cuồn cuộn đột nhiên chậm rãi bùng ra hướng về bốn phía. Tất cả núi sống trong tiên giới đều bùng ra những luồng tiên khí cực đậm. Tất cả tiên khí đều bị con sóng hút vào bên trong rồi bao phủ những vùng đất phương xa, dùng ngọn núi phía đông làm cột trái tiên môn. Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, tất cả tiên nhân trên mặt đất đều đồng thời truyền ra hàng loạt những câu nói lẩm bẩm. Một ngọn núi chọc trời ở vị trí cực đông của tiên giới đột nhiên tan vỡ ầm ầm, những tảng đá đột nhiên trở nên run rẩy. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, ngọn núi khổng lồ đột nhiên rời khỏi mặt đất. Nó nhanh chóng bay lên giữa không trung rồi phóng thẳng về phía trận pháp tiên nhân. Trong lúc phóng về phía trước, ngọn núi khổng lồ liên tục sụp đổ rồi cuối cùng trở thành một cột đá hình vuông. Cột đá này rơi xuống đất phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này mặt đất trở nên run rẩy, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, lấy ngọn núi phía tây làm cột phải tiên môn. Vùng cực tây tiên giới cũng có một ngọn núi cao ngất trời chuyển động ầm ầm rồi hóa thành một cột đá hình vuông, sau đó lại rơi trên mặt đất, lấy dãy núi phía nam làm khung trên tiên môn. Khoảnh khắc khi giọng nói này vang lên,
Một dãy núi hình rồng kéo dài liên tiếp ở phía nam tiên giới đột nhiên phát ra những đợt chấn động dữ dội, những tiếng nổ ầm ầm vang lên giống như rồng đang ngẩng đầu. Dãy núi tách khỏi mặt đất rồi bay đi, sau đó lại phóng thẳng về phía trận pháp. Một lúc sau ngọn núi đã tới gần, nó liên tục tan vỡ rồi thu nhỏ lại. Một tiếng ầm vang lên, dãy núi đã thu nhỏ lập tức rơi xuống gác lên hai cây cột hình vuông, lấy đại địa phía bắc làm cửa tiên môn. Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, mặt đất phía bắc tiên giới lại chấn động dữ dội, những âm thanh két két vang lên, một vết nứt xuất hiện trên mặt đất. Sau khi vết nứt liên tục kéo dài thì một mảng đất lớn hình chữ nhật đột nhiên tách hẳn ra. Mảng đất hình chữ nhật liên tục phóng lên không rồi dần đi tới vị trí trận pháp, nó liên tục thu nhỏ lại rồi hóa thành một cánh cửa khổng lồ khảm lên trên ba cây cột tế tiên. Khoảnh khắc khi cánh cửa đã được hình thành, hầu như tất cả tiên nhân đều đồng thời hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Ngay sau đó, con sóng tràn đầy tiên lực đang cuồn cuộn phóng đi trong tiên giới đột nhiên cuồng cuốn ngược trở lại. Con sóng quét ngang một đường rồi phóng về phía cánh cửa ngưng tụ lại, những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng. Khi con sóng liên tục co rút lại thì những luồng tiên khí nồng đậm dung nhập vào trong làm cánh cửa chính thức trở thành tiên môn. Viễn cổ tiên vực có chỉ, khi mở cửa thì tiên vực sẽ hàng lâm. Hình ảnh lại được thay đổi, hình như thời gian đã trôi qua rất lâu. Tiên giới vẫn là tiên giới nhưng vầng sáng mê người trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất. Tất cả tiên giới đều bị bao phủ trong những luồng máu tanh nồng nặc. Hàng loạt tiếng kêu thảm trước khi chết vang vọng khắp đất trời. Mặt đất vang lên những tiếng nổ ầm ầm, hàng loạt vết nứt xuất hiện. Bầu trời đột nhiên trở nên đục ngầu giống như đổ mực vào nước trong mà dần trở nên đen kịt. Phương xa có những luồng cầu vồng do tiên nhân hóa thành đang phóng thẳng đến đây. Đám tiên nhân này khoảng 10 người, cả đám đều phóng đi như tên bắn. Đột nhiên có 3 người bị rơi lại phía sau, thân thể họ run lên rồi tan vỡ ầm ầm. Đám người này hóa thành máu thịt rơi xuống đất, những âm thanh thê thảm lại vang lên. Hơn 10 tiên nhân vùng vẫy đi đến trước cánh cửa, bọn họ đều quỳ xuống đất. Người ngồi đầu lập tức dùng giọng nói thê lương mang theo những đau khổ cùng cực hướng về phía cánh cửa mà gầm lên. Thông tiên môn đã tu sửa 4 vạn năm, viễn cổ chân tiên vì sao còn chưa hàng lâm? Cửa đá khổng lồ vẫn giống hệt như năm xưa, không có chút thay đổi nào. Tấm ván cửa bên trên do mặt đất hóa thành vẫn như bình thường, không có khe hở, đừng nói đến chuyện được mở ra. Khi giọng nói này được vang lên thì trong đám tiên nhân đang quỳ xuống ở phía sau lại có vài người run lên, trong mắt bùng ra vẻ sợ hãi. Khoảnh khắc sau thân thể đám người này lại tan vỡ ầm ầm. Máu tươi đột nhiên bắn lên mặt và lên người đám tiên nhân còn sống làm người khác nhìn thấy phải giật mình. Năm xưa viễn cổ tiên vực lưu lại ý chí, phòng giới sắp có đại nạn phải xây thông tiên môn để hóa giải kiếp nạn. Hôm nay kiếp nạn đã đến, vì sao viễn cổ chân tiên còn chưa tới cứu? Nơi trên trời xa lại có vài trăm tiên nhân hóa thành cầu vồng. Bọn họ liên tục chết đi, rất nhiều người mới tiến đến nơi này quỳ trên mặt đất. Một lúc sau, càng ngày càng có nhiều tiên nhân phóng đến, vẻ mặt đám người đều cực kỳ đau thương. Tất cả đều nhìn về phía cánh cửa khổng lồ và gầm giống không cam lòng. Nếu viễn cổ chân tiên đã không cứu thì chúng ta tự cứu lấy mình, dù chết cũng được nằm lại trên tiên giới. Một vị tiên nhân đang quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu đứng lên, người này mang theo khí thế điên cuồng trực tiếp phóng lên bầu trời, nhưng kết quả cũng chỉ có một tiếng nổ vang vọng. Máu thịt người kia tan vỡ rồi rơi xuống mặt đất, cũng có một phần rơi lên cánh cửa đá, nhưng một phần máu thịt này lại quá nhỏ bé. Phần lớn máu thịt còn lại đều rơi lên đám tiên nhân đang quỳ bên dưới, đám người này đều ngẩng đầu lên, trong mắt bùng ra vẻ điên cuồng. Sau khoảnh khắc, tất cả tiên nhân đều lao thẳng lên trời, dù chết cũng phải nằm lại trên tiên giới. Tiên nhân liên tục phóng lên bầu trời, những tiếng nổ cũng liên tục vang lên. Đám tiên nhân bên dưới cũng bị lực lượng kỳ dị quét xuống rồi tan vỡ mà căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Lúc này đã có rất nhiều máu thịt bắn lên cánh cửa đá, những vệt máu loang lổ làm không gian tràn ngập khí thế bi hùng. Đúng lúc này đột nhiên bầu trời đen tối lại bắt đầu chuyển động, khoảnh khắc này tất cả bầu trời bao la trong tiên giới điên cuồng ngưng tụ lại. Bóng đen cũng liên tục ngưng tụ, một cây cột giống như ngón tay được hắc khí bao quanh đột nhiên chìa ra từ trên bầu trời. Cột hắc khí mang theo những tiếng gào thét kinh thiên động địa rồi hướng về phía cánh cửa đá mà đâm tới. Khi ngón tay khổng lồ xuất hiện thì tất cả các tu sĩ đều vỡ nát thân thể mà chết. Cuối cùng ngón tay giống như hấp thu toàn bộ bầu trời đen tối rồi hàng lâm trên mặt đất. Ngón tay được hắc khí bao phủ đập thẳng lên tấm ván cửa do đại lục hóa thành phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Khoảnh khắc khi những âm thanh dữ dội vang lên thì chèn ép tất cả những tiếng động khác trong thiên địa. Trên cánh cửa đá khổng lồ đột nhiên xuất hiện vết nứt, cuối cùng thì tan vỡ ầm ầm. Khoảnh khắc này mà đất nổ vang, cánh cửa đá đã tràn đầy vết nứt, tất cả mặt đất tiên giới, ngay cả những vị trí ngoài rìa cũng vỡ hẳn rơi ra bên ngoài. Khi mặt đất liên tục tách rời thì tiên giới vỡ nát, đại lục chấn động rồi phân ra thành rất nhiều mảnh nhỏ, tiên giới trở thành một đống hoang tàn trong những tiếng nổ ầm ầm. Nhưng quá trình tan vỡ vẫn không ngừng mà càng trở nên kịch liệt, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa bùng ra nghiền nát tất cả sinh linh. Sau một lúc lâu, mặt đất đã ngừng run rẩy, toàn bộ tiên giới trở nên cực kỳ yên tĩnh, không còn bất kỳ tiếng động nào vang lên. Lúc này bầu trời đen tối đã dần biến mất, cuối cùng cũng không còn tung tích, chỉ còn một cánh cửa khổng lồ mất đi tấm ván.
chỉ còn một khung cửa vẫn đứng vững như tượng giữa đất trời. Tình cảnh lại bắt đầu xoay chuyển, cũng không biết trải qua bao lâu, ở vị trí sâu nhất trong tiên giới đột nhiên xuất hiện một khe nứt. Khe nứt này dài vạn trượng, bên trong cực kỳ u tối, còn mơ hồ thấy được cả tinh không. Trong tinh không có một tinh cầu màu tím, trên đó tràn đầy những hung thú cực kỳ dữ tợn. Đám hung thú này đều có một bộ dạng giống nhau, nhưng dễ phát hiện nhất chính là cái mũi khổng lồ. Tất cả hung thú đều chen chúc nhau phóng đến tiên giới, mãnh thú xuyên qua vết nứt và xuất hiện tại phong tiên giới. Vương Lâm bừng tỉnh, hắn nhìn về phía cánh cửa đá khổng lồ. Khoảnh khắc vừa rồi khi dung hợp, hắn thấy được ký ức của cánh cửa. Sau một lúc trầm tư, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể trực tiếp phóng thẳng vào bầu trời đó, những luồng gió gào thét. Khi liên tục tiến lên bầu trời, Vương Lâm đã đi đến nóc cánh cửa và khoanh chân ngồi xuống đó. Vị trí này Vương Lâm có thể nhìn thấy toàn bộ tiên giới. Vị trí này gió trướng càng trở nên dữ dội, gió thổi vào người giống như dao cắt, mái tóc trắng trên đầu bắt đầu tung bay, quần áo cũng phát ra những âm thanh lạch phạch. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm chặt hai mắt lại, hắn tiếp tục chìm đắm vào trong cảm giác kỳ dị, cảm thụ những luồng khí tức cuồn cuộn của cánh cửa đá. Lúc này hắn và cánh cửa dung hợp, dần dần trong tâm thần của hắn cũng xuất hiện một cánh cửa rất mơ hồ. Hắn đã dung nạp cánh cửa đá vào trong lòng và chuẩn bị mang đi, nhưng cánh cửa xuất hiện trong lòng Vương Lâm cũng không rõ ràng, mơ hồ không thể tự ngưng tụ lại thành hình dáng. Lúc này Vương Lâm cũng mơ hồ cảm nhận được tám luồng lực lượng kỳ dị vờn quanh thân thể. Vì sự tồn tại của tám luồng lực lượng này cho nên cánh cửa xuất hiện trong tâm thần không thể nào trở nên rõ ràng. Cánh cửa đá này hoàn toàn khác biệt với tàn dạ được Vương Lâm cảm ngộ từ trên vách núi ngoài bờ biển. Lần cảm ngộ trước đó trong thiên địa chỉ có một loại quy tắc, hắn cũng không cần lựa chọn mà chỉ cần dẫn thẳng vào tâm thần. Nhưng tình hình hiện tại thì khác hẳn, tám loại lực lượng kỳ dị. Trong lúc Vương Lâm cảm ngộ thì phát hiện ra đây là loại quy tắc ẩn giấu trong thiên địa. Nếu hắn không cảm ngộ được tất cả thì cánh cửa đá sẽ chẳng bao giờ thành hình. Trừ khi Vương Lâm phải dựa vào tạo hóa và ở đây rất nhiều năm, nếu không thì mãi đến khi tu vi đạt đến toái niết đại viên mãn mới có thể thành công. Rõ ràng Vương Lâm sẽ không bao giờ lựa chọn con đường này, hắn vẫn để tâm thần dung nhập vào trong tám loại quy tắc. Trong lúc quan sát, tâm thần Vương Lâm đột nhiên khẽ động, thân thể hắn đột nhiên trở nên nhẹ bồng. Ngoài tám loại quy tắc này, vẫn còn một loại nữa. Hai mắt Vương Lâm đột nhiên mở bừng ra, hắn nhìn chằm chằm vào vị trí bên dưới của cánh cửa đá khổng lồ. Khoảnh khắc này trên cánh cửa đá đột nhiên bùng lên một luồng khí tức năm tháng cực kỳ thê lương. Đây là một vật phẩm đã tồn tại từ rất lâu, tất nhiên phải có luồng khí tức này. Vấn đề này cũng không có gì kỳ lạ, thậm chí trên một số tu chân tinh cổ xưa thì luồng khí tức năm tháng này lại càng nồng đậm. Nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà dấu vết năm tháng trên cánh cửa đá này lại xảy ra dị biến. Loại dị biến này giống như sự biến hóa ý cảnh của tu sĩ, từ dấu vết năm tháng trở nên vĩnh hằng. Năm tháng và vĩnh hằng là hai loại tồn tại bản nguyên giống nhau, nhưng những khái niệm về mức độ lại hoàn toàn khác biệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua 3 ngày, Vương Lâm vẫn khoanh chân ngồi trên cánh cửa đá khổng lồ, vẫn ở trong cảnh giới cực kỳ quỷ dị, vẫn đang tiếp tục cảm ngộ truy tìm loại quy tắc biến hóa thứ 9. Đám văn thú ở khắp bốn phía vẫn rất nhiều nhưng không tản ra mà cảnh giác đảo mắt nhìn quanh, đặc biệt là Văn Vương rơi lên người Vương Lâm trên đỉnh cửa đá, cặp mắt lạnh lùng của nó chậm rãi đảo qua khắp bốn phía. Tất cả đám văn thú bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua đều trở nên cực kỳ cung kính. Khi ánh mắt Vương Lâm rơi lên người Vương Lâm thì trở nên hoàn toàn khác biệt, vẻ lạnh lùng tiêu tán mà trở nên không muốn rời xa. Nó giống như một đứa bé không muốn rời xa cha mẹ mình. Thực tế thì Văn Vương trong lòng Vương Lâm cũng có một thân phận giống như vậy. Bên cạnh Văn Vương có bốn văn thú đã đạt đến màu xanh đậm, đám này giống như đang bảo vệ, liên tục bay quanh. Một luồng khí tức có thể so sánh với tu sĩ tịnh niết đại viên mãn lập tức bùng ra từ trên người chúng. Có thể nói được Vẫn Vương cầm đầu, một đám hơn 5.000 con văn thú đã có quy mô rất lớn. Cũng vì điều này mà đám văn thú dần tiếp nhận sự tồn tại của Vương Lâm, nhưng nếu không có Văn Vương thì sự tiếp nhận này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Khi những tiếng rít vang lên lanh lảnh, Vương Lâm vẫn khoanh chân ngồi yên, hắn yên lặng cảm nhận những quy tắc trên cánh cửa đá. Trong cánh cửa ẩn giấu 8 loại quy tắc khác nhau, nhưng trong khí tức của nó lại có dấu vết 5 tháng hóa thành loại quy tắc thứ 9. Nếu so sánh với 8 loại quy tắc kia thì có thể nói loại thứ 9 là mạnh nhất. Vương Lâm cũng không có thời gian đi tìm hiểu toàn bộ, hắn chỉ biết vứt bỏ 8 loại kia mà lựa chọn loại thứ 9. Sự thê lương của cánh cửa đá lộ ra vẻ cô độc, nó đứng đây trong phong giới làm trong lòng Vương Lâm sinh ra vẻ đồng cảm. Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá, giống như đã hoàn toàn hóa thành cánh cửa rồi nhìn lên bầu trời tăng thương. Hắn nhìn qua tình thế đổi rời, nhìn bầu trời đã chuyển hóa sau vài vạn năm, nhìn những dãy núi uốn lượn trên mặt đất, trong lòng hắn hình như cũng dần trở nên tăng thương. Nếu so sánh gần 2.000 năm tu đạo của Vương Lâm thì không có ý nghĩa gì với cánh cửa đá. Nhưng lúc này, khi tâm thần của hắn và cánh cửa đá dung hợp lại thì trong lòng lại giống như đã tìm được một cảm giác vận chuyển của khí tức năm tháng. Giống như một người vẽ tranh nhìn núi, nhìn sông và nhân sinh, và lúc nào những tình cảnh này chuyện hiện ra trong lòng, giống như đã có sẵn một khung cảnh hư ảo tồn tại trong tâm thần. Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá,
Hắn không cúi đầu nhìn nhưng ánh mắt không biết đã mở ra từ lúc nào và hướng về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh, giống như mặt nước, như mặt giếng lặng lẽ. Nhưng trong mắt hắn lại bùng lên một luồng hồi ức, trong lúc vô tình lại trở nên rung động, giống như đang thổi đi đám bụi phủ đầy trên ký ức. Trong lúc mơ hồ, Vương Lâm giống như nhìn thấy một tu chân tinh, một người cha mang theo một đứa con đi giữa sông núi. Trong lúc bọn họ nói cười chỉ trỏ thì núi cao chót vót, nước sông gợn sóng. Người cha mang theo đứa con và liên tục chinh phục các dãy núi, liên tục cất bước qua hàng loạt núi sông. Cuối cùng người cha và đứa con cũng ngửa mặt lên trời hò hét giữa biển khơi, mặt biển cũng chuyển động theo, sóng dữ dâng lên cuồn cuộn. Ký ức này mang theo khí tức năm tháng, giống như một dòng nước đang cuộn chảy qua trước mắt Vương Lâm. Đây là tất cả những đau khổ và sung sướng cũng tồn tại của cả đời hắn, là một bộ phận ký ức không thể thiếu của cuộc đời. Mà khoảnh khắc này Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá hồi tưởng lại ký ức, đồng thời hắn cũng đảo mắt nhìn qua thiên địa. Hắn chậm rãi đem tất cả tình cảnh trước mắt lưu vào trong tận đáy lòng. Tu đạo thực tế cũng chỉ là dẫn đạo vào trong lòng, một lối đi hẹp chính là tu đạo. Những cảm ngộ và ý cảnh cũng chính là đem một phần con đường này giữ trong lòng và lặng lẽ ngưng tụ lại, dung hợp với đạo, cuối cùng thì cũng trở thành ý cảnh, cũng trở thành một loại tư tưởng. Vương Lâm giống như đang tự nói với chính bản thân mình, trong lúc lẩm bẩm hắn khẽ khép chặt mắt lại. Nhưng lúc này dù hắn đã nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy thiên địa, trong tâm thần của hắn đã có một cánh cửa khổng lồ, cũng đứng sừng sững. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên cánh cửa xuất hiện trong lòng Vương Lâm cũng không phải chỉ có một người ngồi, bên cạnh hắn còn có một hình bóng khác, là một đứa bé. Hình như đứa bé này mãi mãi vẫn chưa trưởng thành. Có lẽ trong lòng Vương Lâm thì dù thế nào thì Vương Bình cũng chỉ là một đứa bé. Hình bóng Vương Bình này cũng không phải một tồn tại chân thật mà được chính Vương Lâm lôi ra từ trong ký ức. Hình bóng này rất hư ảo và ngồi bên cạnh Vương Lâm giống như một người bạn nối khố cả đời, yên lặng làm bạn bên cạnh cha, cũng cha đi xem mà trời mọc và mặt trời lặn, chuyện nhau đi khắp thiên hạ, cùng nhau lặng lẽ và cô độc. Nếu như tất cả tình cảnh này đều có thể tồn tại vĩnh hằng, cũng hóa thành những sự thật tuyệt vời thì cuộc đời này có lẽ sẽ không có nhiều tiếc nuối và sự lựa chọn như vậy. Trong lòng Vương Lâm, hắn và Vương Bình vẫn đang ngồi trên cánh cửa đá khổng lồ, phía dưới là một vùng hư vô rất mơ hồ. Nhưng lúc này tình cảnh đã dần thay đổi, những con sóng âm thanh liên tục trở nên vang vọng rồi bùng ra ào ào xuống bên dưới giống như sóng biển. Một mặt biển không giới hạn đột nhiên hiện ra bên dưới cánh cửa đá mọc lên giữa biển và đâm thẳng vào trời mây. Dù nước biển vẫn tràn ngập bên dưới nhưng cánh cửa đá vẫn đứng sừng sững bất động. Những âm thanh ào ạt của sóng biển đã trở thành tất cả trong thế giới yên tĩnh này. Vị trí rất sâu giữa biển rộng đột nhiên bùng lên một vùng kim quang chiếu sáng toàn thân Vương Lâm, làm bóng lưng hắn trải dài trên mặt biển rộng. Hải nhật chuyển lên tàn dạ, 4 tháng như nước chảy qua cầu. Dù là mãi mãi cũng như vậy, chỉ có khoảnh khắc vĩnh hằng mới làm người ta say mê, làm lòng người phải tan vỡ, làm con người không muốn thức tỉnh và mỉm cười truy tìm cho đến khi trở thành một giấc mộng đẹp, mãi mãi, vĩnh viễn ở trong giấc mộng tiêu tán. Bình Nhi, thần thông thứ hai của phụ thân có thể gọi là Lưu Nguyệt được không? Lưu Nguyệt, 5 tháng chảy xuôi, bởi vì cứ mãi chảy xuôi cho nên 5 tháng vẫn là vĩnh hằng, nếu muốn ngừng thì phải có một luồng lực lượng làm quá trình vĩnh hằng phải tan vỡ, làm cho trong khoảnh khắc xuất hiện phương hoa, đây là một quá trình tan vỡ rất đáng sợ. Quá trình cảm ngộ của Vương Lâm vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn trôi qua, nháy mắt đã 7 ngày. Lúc này Vương Lâm đã ngồi trên cánh cửa đá đúng 10 ngày, văn thú vẫn vờn quanh khắp 4 phía. Từ xa nhìn lại giống như một đám mây đỏ bao phủ khắp nơi đây và dần dần chuyển động. Những luồng gió liên tục thổi qua, vẫn mang theo những tiếng hú nức nở, nhưng gió cũng không thổi tan luồng khí tức 5 tháng trên cánh cửa đá, cũng không thể thổi tan đám mây màu đỏ do văn thú tạo thành. Trong thời gian 10 ngày, Văn Vương vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn chờ đợi Vương Lâm thức tỉnh. Hoàng hôn ngày thứ 10, ở phía chân trời xa có hơn 10 luồng cầu vồng phóng về phía trước. Hơn 10 luồng cầu vồng này chính là những nhân tài kiệt xuất của tinh vực cấp 8 không tham dự đạo hữu chủ tông. Lý Nguyên Lôi chính là một người trong số đó. Ngày đó đám người bọn họ ở bên ngoài khe nứt chờ bạn bè tiến đến. Bọn họ cũng không ngờ gặp phải Vương Lâm, cũng không ngờ được tận mắt nhìn thấy đám văn thú giống như đang nghênh đón làm tâm thần phải chấn động. Sau khi tập hợp bạn bè, sau vài ngày khi mọi người thảo luận với nhau thì chuẩn bị tiếp cận khe nứt phong giới rồi đi vào bên trong. Nhưng trên đường đi tuy bọn họ cực kỳ cẩn thận nhưng quỷ dị là không gặp phải bất kỳ một con văn thú nào. Chuyện này làm bọn họ kinh ngạc nhưng cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Khi đám người liên tục tiến về phía trước vẫn không gặp được bất kỳ một con văn thú nào. Nếu không phải chắc chắn là chính mình đang đi vào trong phong giới thì bọn họ sẽ nghi ngờ nơi đây không có văn thú tồn tại. Vùng đất này có rất nhiều nơi chỉ là đống hoang tàn, trong đó ít nhiều cũng vì nguyên nhân có sự tồn tại của văn thú. Vì vậy mà bọn họ cũng không cách nào tiến vào bên trong. Ngày xưa khi tiến vào phong giới thì bọn họ chỉ dám hoạt động ở những vùng bên ngoài. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua bọn họ dần dần đi vào bên trong. Khi càng ngày càng đi vào sâu, bọn họ càng trở nên thong thả thì tâm thần lại càng khẩn trương. Khoảnh khắc nào bọn họ cũng quan sát khắp 4 phía. Nhưng những gì thu hoạch được lúc này cũng là cực lớn, đã vượt qua rất xa những gì đoạt được năm xưa. Vào một ngày,
Tất cả bọn họ đang phi hành, đột nhiên thân thể Lý Nguyên Lôi chấn động. Đúng lúc này đồng tử trong mắt tất cả đám người bên cạnh hắn đều co rút, tất cả đều ngừng lại. Trong này bọn họ không dám tản thần thức ra quá rộng, nhưng tình hình trước mắt lại khác hẳn, chuyện này căn bản không cần tản thần thức ra. Đám mây đỏ ở phương xa đã mơ hồ che phủ cả bầu trời, bên trong còn mơ hồ truyền đến những âm thanh vo ve, nhưng lúc này da đầu của tất cả mọi người đều trở nên tê dại. Sau gần 10 ngày khi bắt đầu tiến vào đây, văn thú ở phong giới giống như đã mất tích, lúc này lại xuất hiện. Điều kỳ dị chính là năm xưa khi có văn thú xuất hiện thì lập tức sẽ gầm giống phóng tới tấn công, nhưng lúc này đám văn thú trước mặt lại không thèm nhúc nhích, căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn về phía hơn 10 người này, tất cả chỉ vờn quanh cánh cửa đá khổng lồ. Tình cảnh này lập tức làm cho thân thể đám người đang lui ra phía sau phải lập tức ngừng lại, kẻ nào cũng trở nên cảnh giác, trong đầu đã có ý nghĩ phải nhanh chóng dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi nơi này. Đám văn thú kia đang vờn quanh, một người trong số đó hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm vào bên trong đám mây đỏ phương xa, có thể lờ mờ thấy được cánh cửa đá khổng lồ rồi khẽ nói, dù là những trưởng bối trong môn phái chúng ta cũng chưa từng tiếp cận được khoảng cách thế này, chắc chắn cũng chưa từng thấy được cánh cửa đá này. Nhìn hình dáng cánh cửa đá thì giống như một tế đàn cực kỳ quan trọng năm xưa khi tiên giới còn chưa tan vỡ. Một người thanh niên mặc hắc y khẽ nói, trên cửa đá có người, Lý Nguyên Lôi có tu vi cao nhất, hắn mơ hồ thấy được trong đám mấy ngàn văn thú. Trên cánh cửa đá khổng lồ có một bóng người đang ngồi khoanh chân. Lời Lý Nguyên Lôi vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức làm cho tâm thần đám người chấn động, trong mắt bùng ra cái nhìn không thể tin. Đám người đều cẩn thận nhìn lại thì dần dần khi ánh mắt ngưng tụ, bọn họ thấy được hình bóng của Vương Lâm đang ngồi trên cánh cửa đá. Đúng là có người ngồi trên đó. Người này là ai? Sao lại có thể nhập định khi văn thú vờn quanh được? Quỷ dị là đám văn thú kia không tấn công hắn, mơ hồ còn giống như đang bảo vệ. Điều này là không thể, văn thú trước nay không thể nào thuần hóa. Nếu gặp phải tu sĩ thì lập tức chiến đấu sinh tử, sao lại bảo vệ được? Trong khoảng thời gian cực ngắn, tâm thần tất cả mọi người đều chấn động, đều trở nên kinh hoàng, căn bản không thể nào tin nổi tình cảnh đang xảy ra trước mắt. Đừng quên chúng ta ở bên ngoài khe nứt đã nhìn thấy một tu sĩ áo trắng. Các ngươi để ý xem, dù hình dạng người đang ngồi trên cửa đá không rõ ràng lắm nhưng hắn lại mặc đồ trắng. Lý Nguyên Lôi cố gắng áp chế nổi hoảng sợ trong lòng, hắn khẽ nói, có người điều khiển được văn thú. Việc này, đám tu sĩ bốn phía đều trở nên trầm tư. Đặc biệt là đám tu sĩ đến sau không được nhìn thấy Vương Lâm mà chỉ nghe người bên cạnh nói tới. Đám người này vốn cũng không tin nhưng lúc này lại chẳng thể không tin. Trong lòng bọn họ cực kỳ khiếp sợ, nỗi sợ hãi này còn khủng bố hơn rất nhiều so với những người đã thấy được Vương Lâm trước đó. Văn thú ở đây trở nên ít đi chắc chắn có liên quan đến người này, lúc này rõ ràng hắn đang đả tọa. Chúng ta không nên làm phiền, mau rời khỏi đây thôi. Lý Nguyên Lôi vừa nói chuyện vừa chậm rãi lui ra phía sau, nhưng đúng lúc này biến cố lại xuất hiện. Văn Vương đang đứng bên cạnh Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nó lạnh lùng nhìn về phía hơn 10 tên tu sĩ đang đứng ở phương xa. Thực tế thì nó đã sớm phát hiện ra những người này nhưng chẳng qua chẳng thèm quan tâm. Nhưng lúc này Văn Vương lại rít lên một tiếng. Khi tiếng rít của Văn Vương vang lên, đột nhiên vài ngàn văn thú khắp bốn phía tản ra ầm ầm, những tiếng gào thét vang lên kinh thiên động địa. Đám văn thú hóa thành đám mây đỏ rồi điên cuồng vận chuyển, tất cả đều mang theo những tiếng rít chói tai phóng thẳng về phía hơn 10 tên tu sĩ. Không tốt, trốn nhanh! Thân thể Lý Nguyên Lôi điên cuồng lui ra phía sau nhanh như chớp, vẻ mặt hơn 10 người bên cạnh lập tức biến đổi, cả đám vội vàng lui về phía sau, kẻ nào cũng muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của bọn họ có thể vượt qua văn thú màu đỏ nhưng lại không thể so sánh với văn thú màu xanh. Mấy trăm văn thú màu xanh lập tức hóa thành hàng loạt luồng lưu tinh gào thét trong mấy ngàn văn thú. Chúng dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi bầy rồi hóa thành trăm luồng cầu vồng phóng thẳng về phía đám tu sĩ. Lam Văn, da đầu đám tu sĩ đều trở nên tê dại. Tốc độ bỏ chạy lại nhanh hơn rất nhiều lần. Vừa rồi bọn họ đã thấy được đám mây đỏ, cũng không nhìn thấy bên trong đám mây đỏ có văn thú màu xanh. Nhưng lúc này khi nhìn thấy thì suýt nữa hồn phi phách tán. Trong phong giới có một truyền thuyết về loại văn thú màu xanh cực kỳ đáng sợ này. Chúng có được thần thông giống như tu sĩ tịnh niết, nhưng tốc độ của văn thú màu xanh lại quá nhanh. Hơn nữa lại có số lượng vài trăm con nên tạo thành một lực tấn công đánh thẳng vào thị giác. Khoảnh khắc khi tâm thần đám tu sĩ chấn động, tiếng thét vang lên như sấm động thì mấy trăm văn thú màu xanh đã đuổi kịp rồi vờn quanh bốn phía đám người và phát ra những tiếng rít chói tai. Bộ dạng đám này cực kỳ dữ tợn, chiếc mũi khổng lồ, toàn thân bùng ra lam quang. Đám văn thú này giống như một cơn ác mộng đối với hơn 10 tu sĩ, nhưng lúc này đám người căn bản không có cơ hội phản kháng. Khoảnh khắc khi văn thú màu xanh bao quanh và chặt đứt con đường đám người bỏ chạy thì đám mây đỏ đã tràn ngập. Đám người lúc này bị vây vào giữa trung tâm mấy ngàn văn thú, đã không còn có thể nhìn được giới hạn bên ngoài. Từ chỗ này chỉ có thể nhìn thấy những bộ mặt cực kỳ dữ tợn của văn thú. Loại cảm giác đáng sợ này lập tức làm cho đám tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ đã cực kỳ cẩn thận, năm xưa khi tiến vào chỗ này nhiều lắm cũng chỉ gặp phải vài trăm con văn thú mà thôi. Với tu vi của bọn họ, vì cứ ly đến khe nứt cũng không xa nên có thể bỏ chạy.
nhưng tình cảnh lúc này lại khác, mấy ngàn văn thú bao quanh là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Thực tế thì đừng nói là bọn họ, ngay cả những trưởng bối môn phái cũng chưa chắc đã gặp phải tình cảnh này trong đời. Khi tuyệt vọng thì đám tu sĩ đang định triển khai thế tấn công điên cuồng, nhưng bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện đám văn thú bốn phía không muốn tấn công mà chỉ muốn bao vây. Khi những tiếng rít chói tai vang lên thì một con đường dần được lộ ra, và con đường này lại đi đến cánh cửa đá. Tình cảnh cổ quái này lập tức làm cho đám tu sĩ tuyệt vọng tìm được sinh cơ. Tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt Lý Nguyên Lôi trở nên tái nhợt nhưng vẫn cắn răng bay về phía trước. Đám người liên tục tiến lên theo con đường được văn thú bao phủ bên ngoài, dần dần cũng bay về phía cánh cửa đá. Khi đám người đến gần thì rõ ràng nhìn thấy Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên cánh cửa đá, lại càng rõ ràng nhìn thấy Văn Vương màu vàng nhạt đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm. Lý Nguyên Lôi bị Văn Vương nhìn qua thì lập tức khựng người lại, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nếu chỉ cần Văn Vương vàng nhạt rít lên một tiếng thì văn thú đang bao phủ khắp bốn phía sẽ xé nát bọn họ trong nháy mắt. Văn Vương. Lúc này Lý Nguyên Lôi và đám người phía sau đều nhận ra thân phận Văn Vương màu vàng nhạt, nếu không sẽ chẳng xứng với tên gọi nhân tài kiệt xuất của các tông phái. Lý Nguyên Lôi hít vào một hơi thật sâu, hắn không rảnh đi nhìn cánh cửa đá khổng lồ mà nhìn về phía Vương Lâm rồi cung kính ôm quyền nói: "Vãn bối Lý Nguyên Lôi tham kiến tiền bối, lần này vô tình quấy rầy mong tiền bối đừng trách." Một đám người 10 tu sĩ phía sau đều cung kính ôm quyền, nhưng khi lời bọn họ đã nói ra rất lâu mà Vương Lâm cũng không có bất kỳ phản ứng gì, hắn chỉ ngồi yên tại chỗ rồi nhắm mắt nhập định. Như vậy vì Vương Lâm không trả lời mà đám người Lý Nguyên Lôi vẫn bị văn thú vây quanh, tiến thối lưỡng nan, cả đám trở nên kinh hoàng và chờ đợi. Nếu chỉ là chờ đợi bình thường thì cũng không đáng nói, nhưng lúc này bị vài ngàn văn thú bao quanh, loại chờ đợi này đối với bọn họ chính là sự dày vò. Thực tế cũng không phải Vương Lâm chẳng chú ý đến bọn họ, nhưng lúc này tất cả thần thức của hắn đều đã tập trung vào trong tâm thần, đều đang đắm chìm vào một trạng thái kỳ dị. Hắn căn bản không biết được những chuyện phát sinh bên ngoài, cũng không biết đến chuyện Văn Vương tự ra lệnh giữ cưỡng chế đám tu sĩ này ở lại. Nếu đám người Lý Nguyên Lôi sinh ra sát cơ hoặc bùng ra sóng nguyên lực thiên địa thì Vương Lâm có thể thức tỉnh trong nháy mắt. Nhưng tình hình hiện nay đám người Lý Nguyên Lôi khó giữ được mạng, thậm chí có thể nói tất cả sinh tử đều nằm gọn trong lòng bàn tay Vương Lâm nên căn bản không dám sinh ra bất kỳ chút sát khí nào. Ngay cả nguyên lực trong thiên địa cũng không dám điều khiển, vì sợ sẽ làm cho đám văn thú cảm giác được. Vì vậy mà đám người này cũng chỉ biết chịu đựng sự dày vò mà chờ đợi. Thức thần thông thứ hai này nên gọi là Lưu Nguyệt. Vương Lâm vẫn đang ngồi yên trên cánh cửa đá trong tâm thần, giống như đang nói chuyện với Vương Bình ở bên cạnh. Nhưng chẳng qua chỉ là Vương Lâm tự nói mà không ai trả lời. Trong tâm thần của hắn chỉ vang vọng những con sóng dữ dội giống như đang chào đón ý nghĩ vừa rồi. Một lúc lâu sau, Vương Lâm dần nâng tay phải lên rồi nhẹ nhàng vung về phía trước. Đột nhiên những con sóng dữ ở mặt biển phía trước chuyển động ầm ầm, những con sóng dữ dội lập tức bùng lên ngập trời, tất cả đều liên tục quay cuồng rồi nhanh chóng bao phủ khắp bốn phía. Khi Vương Lâm đang vung tay phải trong tâm thần thì bên ngoài cánh cửa đá nơi phong giới, đám người Lý Nguyên Lôi lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng tấn công vô hình và cực kỳ khủng bố đang điên cuồng bùng ra. Bọn họ không có bất kỳ lực lượng gì để chống trả, trong khoảnh khắc đã bị vây vào trong một thiên địa cực kỳ quỷ dị. Khoảnh khắc này tất cả mọi người mà kể cả Lý Nguyên Lôi cũng cảm thấy hoa mắt. Mãi đến khi thanh tỉnh thì tất cả mọi thứ đều đã biến mất mà chỉ còn lại cánh cửa đá khổng lồ đứng sừng sững trước mặt. Cánh cửa này cao ngập trời, bọn họ căn bản không thể nhìn lên tận cùng. Một luồng khí tức tang thương lập tức bùng ra từ trên cánh cửa đá rồi hóa thành một lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi bao phủ đám người Lý Nguyên Lôi vào trong. Nếu nói về số mệnh thì đám người Lý Nguyên Lôi lúc này giống như con thuyền nan giữa cơn sóng dữ, yếu đến mức không thể chịu nổi một đòn. Lưu Nguyệt, một âm thanh thê lương chậm rãi vang vọng khắp thiên địa, giống như âm thanh này ẩn chứa cảm giác năm tháng, giống như được truyền từ thời viễn cổ. Khi âm thanh tiến vào tai mọi người giống như đã được thay đổi qua một khoảng thời gian cực kỳ xa xôi. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên thì thân thể đám người Lý Nguyên Lôi lập tức trở nên run rẩy, ánh mắt đám người mê man. Hàng loạt những ký ức khác biệt lập tức vang vọng trong tâm thần từng người rồi dần thay thế tất cả mọi thứ. Thời gian lần lượt trôi qua, mỗi một lần hít thở đều là 100 năm đối với đám người. Ký ức của bọn họ nhanh chóng trôi qua trong tâm thần, trăm năm như một hơi thở mà chỉ thoáng cái đã dần qua, dần dần đã là 200 năm, 300 năm, 500 năm cho đến 1000 năm. Sau 10 lần hít thở thì thời gian đã trôi qua ngàn năm. Hàng loạt ký ức lóe lên trong tâm thần đám người Lý Nguyên Lôi, cuối cùng tất cả đều dừng lại ở 1000 năm trước giống như bọn họ đã đi theo ký ức trở về trước đó 1000 năm. Ngàn năm trước thì tu vi của đám người này cũng không phải giống như hôm nay. Khi ký ức xoay chuyển thì tu vi tịnh niết đại viên mãn của Lý Nguyên Lôi đã hoàn toàn rút lui, hắn giống như đã trở thành một tu sĩ tịnh niết trung kỳ. Không những chỉ có Lý Nguyên Lôi, trong khoảng thời gian 10 lần hít thở thì tu vi của tất cả đám người bên cạnh hắn đều hạ xuống và thay đổi, đều trở thành bộ dạng của chính mình vào 1000 năm trước. Ngàn năm trước có một vài tu sĩ trọng thương, sau khi bế quan trăm năm mới khôi phục trở lại. Nhưng lúc này khi ký ức xoay chuyển thì thân thể những người này lại run rẩy,
nguyên thần trở nên uể oải, lại gặp phải trọng thương giống hệt như ngàn năm trước. Nhưng bọn họ không thể nào phát hiện ra, ánh mắt vẫn mê man, căn bản không biết được những thay đổi của chính mình giống như tất cả mọi thứ hoàn toàn quay ngược thời gian trở về 1000 năm trước. Thời gian vẫn lần lượt trôi qua, một hơi thở, hai hơi thở, dần dần ký ức đám người Lý Nguyên Lôi lại xoay chuyển, 100 năm, 500 năm lại 1000 năm. Tất cả những ký ức trong suốt 20000 năm của đám người Lý Nguyên Lôi đều được lật ngược lên, giống như một người đang đọc sách vốn đã đến trang thứ 6 nhưng lại có một luồng lực lượng hóa thành gió nhẹ lật từng trang rồi cuối cùng chuyển xuống trang thứ 3. Thân thể Lý Nguyên Lôi chấn động, vẻ mê man trong mắt càng đậm và không thể thanh tĩnh trở lại. Lúc này khí tức trên người hắn đã hoàn toàn rút xuống khuỷu niết đại viên mãn. Trong đám tu sĩ bên cạnh hắn có một cô gái, vì thời gian tu đạo của nàng ngắn nhất, còn chưa đủ 3000 năm nên lúc này quá trình xoay ngược thời gian lại càng trở nên nghiêm trọng. Nàng trực tiếp từ đệ nhị bộ rơi xuống tu sĩ vấn đỉnh, giống như chỉ cần thời gian tiếp tục trôi qua 1000 năm thì cô gái này sẽ hoàn toàn biến mất giữa đất trời, giống như căn bản cô gái này chưa từng xuất hiện. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, tất cả mọi thứ đều nằm giữa chân thật và hư ảo, nhưng nếu chỉ cần thần thức Vương Lâm khẽ động thì tất cả đều sẽ trở thành vĩnh hằng giống như phương hoa trong nháy mắt. May mà Vương Lâm lại không muốn tiếp tục, khi ở lần hít thở thứ 12 thì Vương Lâm mở bừng mắt ra, trong mắt giống như ẩn giấu cả thiên địa. Hắn minh ngộ ra được một loại cảm giác nói không nên lời, nhưng rõ ràng đã nắm được sự biến hóa của quy tắc. Hồ đồ, Vương Lâm dương mắt lên, hắn cũng không biết vì sao đám người kia lại bị dẫn vào trong tâm thần chính mình, cũng nhìn thấy thân thể của đám người Lý Nguyên Lôi bên ngoài phong giới. Vương Lâm khẽ nhăn mày, hắn vùng tay áo lên, thiên địa lập tức nổ lên ầm ầm, thân thể đám người Lý Nguyên Lôi chấn động. Sau khi tiêu tán hơn 2000 năm, khoảnh khắc khi về đến thân thể thì đám người đột nhiên bừng tỉnh, nhưng giấc mộng lại thật đến mức làm toàn thân người đổ đầy mồ hôi lạnh. Văn Vương rít lên một tiếng giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, cái mũi khổng lồ của nó khẽ cọ cọ lên thân thể Vương Lâm. Vừa rồi Văn Vương đã nghĩ, chủ nhân đang tu luyện chỉ cần có thành tựu thì chắc chắn sẽ cần người thử nghiệm, vì vật nó liền cưỡng chế giữ đám người Lý Nguyên Lôi lại. Khi Vương Lâm mở hai mắt ra, khoảnh khắc khi đám người Lý Nguyên Lôi thức tỉnh và 2000 năm thời gian trở về trong cơ thể, hai mắt lão giả hóa đá ở vị trí rất sâu trong phong giới đột nhiên trở nên sáng rực và lóe lên dữ dội. Người này không đơn giản. Vương Lâm đứng thẳng người trên cánh cửa đá, ánh mắt hắn đột nhiên đảo qua thiên địa rồi rơi trên người đám Lý Nguyên Lôi. Lúc này nhóm Lý Nguyên Lôi đã khôi phục trở lại từ trong trạng thái kinh hoàng. Khi ánh mắt Vương Lâm đảo qua, tâm thần người nào cũng chấn động, trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ. Hình như đám văn thú đang vây quanh bốn phía còn không đáng sợ bằng người đàn ông áo trắng trước mặt. Nếu bọn họ được phép lựa chọn thì tất cả đều tình nguyện chiến đấu và chết trận với đám văn thú, chứ không muốn lựa chọn tình cảnh quỷ dị như vừa rồi. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, thân thể phóng thẳng lên không. Khi hắn phóng đi thì Văn Vương ở phía sau dẫn theo vài ngàn văn thú đang bao quanh đám người Lý Nguyên Lôi rồi gào thét phóng về phương xa, dần dần đã bao phủ khoảng trời trước mặt. Nơi đây không phải chỗ đám các ngươi nên dừng chân, mau rời khỏi đi. Mãi đến khi Vương Lâm bỏ đi một lúc lâu thì từ trong thiên địa mới vang lên giọng nói của hắn. Đám người Lý Nguyên Lôi đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều đang trầm tư sau khi sống sót qua cảm giác tai nạn chiếm giữ cả linh hồn và thể xác. Sau khi hồi tưởng lại tình cảnh quỷ dị vừa rồi thì cảm giác kính sợ của đám người với Vương Lâm càng trở nên sâu đậm. Lúc này đám người đều đồng loạt hướng về phía Vương Lâm khom lưng và cúi đầu, sau đó cũng đồng loạt hóa thành cầu vồng rồi nhanh chóng phóng về phương xa. Lần này bọn họ đến đây cũng không mang đi hình ảnh về cánh cửa đá, không sinh ra những cảm ngộ về phong giới. Cái bọn họ mang đi chính là những cảm giác kính trọng đối với hình bóng tóc trắng áo trắng. Cảm giác kính sợ vẫn luôn tồn tại trong lòng, đồng thời cũng có cả hai chữ Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt, Vương Lâm ngồi trên lưng văn thú, hắn lẩm bẩm nói một câu. Trong tâm thần hắn vốn đã có biển tàn dạ, lúc này lại có thêm một cánh cửa đá khổng lồ. Sau tàn dạ thì chính là Lưu Nguyệt. Nhưng đối với thức thần thông thứ hai này, Vương Lâm cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Hắn cần phải liên tục cảm ngộ và thử nghiệm mới có thể thành hình. Thời gian quá ngắn, nếu được nhiều thì hoàn toàn có thể nắm giữ quy tắc năm tháng và vĩnh hằng. Nhưng lúc này lời hứa đối với Quy Nguyên Tông đã rất cấp bách. Vương Lâm trầm tư, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên địa sau lưng. Cảm ngộ lần này đã qua 10 ngày, đạo hữu tông phái cấp 8 cũng đã sớm bắt đầu. Thôi bỏ, 3 ngày sau nên rời khỏi nơi này. Sau khi xử lý xong chuyện Quy Nguyên Tông thì sẽ quay lại phong giới tìm kiếm một lần nữa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tâm thần vang lên giọng nói của chính mình. Đám văn thú ở bốn phía lập tức dùng tốc độ nhanh hơn rồi mang theo những tiếng rít gào kinh thiên phóng thẳng về phía vị trí rất sâu trong phong tiên giới. Ta cũng muốn xem trong phong tiên giới này rốt cuộc có bao nhiêu văn thú. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên tinh quang, hắn và mấy ngàn văn thú hóa thành đám mây đỏ khổng lồ phóng thẳng vào sâu trong phong giới. Lần này Vương Lâm không hạn chế tốc độ của văn thú, khi tiến về phía trước hai tay hắn liên tục bấm pháp quyết rồi điểm lên người. Sau khi vài luồng cấm chế rơi xuống thì lập tức phong bế tất cả khí tức bản thân. Chỉ ngắn ngủi vài canh giờ, hai tay Vương Lâm vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cấm chế trong cơ thể lại ngày càng nhiều, cuối cùng hầu như đã bao phủ khắp toàn thân.
đến lúc này hắn mới yên lòng cũng phóng theo văn thú tiến vào sâu trong phong tuyên giới. Văn thú liên tục gào thét và phóng đi như tên bắn trong những tiếng gió hú nghẹn ngào. Dần dần Vương Lâm đã phóng qua vị trí cuối cùng ở bên ngoài và tiến sâu vào trong phong giới. Một ngày sau, hàng loạt lục địa nhỏ đã xuất hiện trong mắt Vương Lâm. Tất cả những đại lục có to có nhỏ khác nhau, bùng ra vẻ thê lương, nơi này hầu như chưa từng có tu sĩ bước chân vào. Khi tiến về phía trước thì cuồng phong lại càng trở nên hung hãn. Vương Lâm nhìn thấy rất nhiều đàn văn thú gào thét phóng qua bên người. Dù đám văn thú này phần lớn đều có màu đỏ, nhưng trong đám vài ngàn văn thú lại có gần ngàn con văn thú màu xanh, cũng có cả văn thú màu trắng. Trong lúc phi hành, Vương Lâm không bắt văn vương kêu gọi, vì nếu có văn thú màu trắng thì sợ rằng rất khó thành công. Nhưng quan trọng là khoảng cách giữa những đám văn thú kia lại không xa, nếu đã kêu gọi thì sợ rằng còn chưa kịp hoàn thành thì những văn thú khác đã phóng đến. Vương Lâm bó chặt tâm thần, hắn rõ ràng cảm giác được trong mắt văn vương bên dưới lộ ra những luồng hàn mang và vẻ chấn động. Vương Lâm khẽ dùng tay phải vỗ lên đầu văn vương, lúc này nó khẽ rít lên một tiếng rồi dùng tốc độ nhanh hơn dẫn theo đám văn thú bay về phương xa. Dần dần Vương Lâm thấy văn thú ngày càng nhiều, đám văn thú này đã không phải là mấy ngàn mà đã gần một vạn. Đám văn thú màu xanh bên trong lại xuất hiện ngày càng nhiều, ngay cả văn thú màu trắng cũng có mấy trăm. Khi thấy tình cảnh như vậy, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, da đầu run lên. Cũng may đám văn thú kia chỉ gào thét phóng qua mà không có ý muốn dừng lại, chỉ chuyển động theo làn gió giống như đang chơi đùa. Hàng loạt những tiếng rít chói tai vang lên liên tục làm cho tất cả những người nào nghe được cũng phải rung động tâm thần. Đây cũng chưa phải là vị trí sâu nhất trong phong giới mà chỉ là vùng giáp danh mà thôi. Nhưng lúc này số lượng văn thú đã không còn giống như ngày xưa, mà không dưới con số 10 vạn. Nếu ta có thể điều khiển đám văn thú này, trong mắt Vương Lâm bùng lên những luồng sáng kỳ dị. Văn vương bên dưới vẫn liên tục phi hành phóng vào sâu trong phong giới. Đúng lúc này đột nhiên thân thể văn vương khẽ chấn động, tốc độ phóng về phía trước đột nhiên giảm hẳn xuống. Hai mắt lộ ra những luồng sáng hung ác nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy nơi phương trời xa có hai con văn thú màu tím đang gào thét phóng đến. Quỷ dị là thân thể hai con văn thú này lại dính liền vào nhau. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra nó có hai con. Một luồng khí tức toái niết đại viên mãn sắp tiếp cận đến thiên nhân đệ nhất suy đột nhiên điên cuồng bùng ra từ trên người hai con văn thú màu tím. Tất cả những nơi chúng đi qua thì toàn bộ văn thú đều phải tránh đường. Trước mặt hai con văn thú đột nhiên xuất hiện một đàn hơn vạn con văn thú khác đang chuyển động theo gió. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy hai con văn thú này tất cả đều đồng loạt tránh ra ầm ầm, đám văn thú tạo ra một con đường để mặc cho hai con văn thú màu tím đi qua. Có một văn thú màu đỏ không kịp tránh, chỉ chậm chân một chút mà chưa kịp tách ra đã lập tức bị hai văn thú màu tím đụng thẳng lên người. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể văn thú màu đỏ đột nhiên nổ tung rồi trở thành một mảng máu thịt. Hai văn thú màu tím cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì chứng tỏ sẽ dừng lại. Sau khi đụng phải văn thú màu đỏ thì lập tức phóng về phía trước như tên bắn rồi trực tiếp phóng qua bên cạnh đám văn thú của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hình bóng bỏ đi của hai con văn thú màu tím. Một lúc lâu sau hắn trở nên trầm tư rồi điều khiển văn vương dẫn theo bầy văn thú tiếp tục phóng về phía trước. Khi Vương Lâm liên tục đi về phía trước thì khoảng cách đến vị trí sâu nhất trong phong giới đã ngày càng gần. Sau khi lặng lẽ ngồi nhìn những đàn văn thú phóng đi với số lượng không dưới 10 vạn, hắn đã thấy được ba mảng đại lục đang trôi nổi ở vị trí sâu nhất trong phong giới. Bên ngoài ba mảng đại lục này còn có chính mảnh đại lục khác trôi nổi xung quanh giống như đang có nhiệm vụ bảo vệ. Chính mảnh đại lục này cực kỳ quỷ dị, màu sắc toàn thân của chúng hoàn toàn khác nhau, bên ngoài có màu đỏ, bên trong màu lam, vị trí tanh giới trung tâm có màu trắng, sau đó là màu tím, ở vị trí trung tâm có màu vàng. Ba mảng đại lục được chính mảnh đại lục bao phủ bên ngoài bùng ra một lực lượng rất kỳ dị, ánh mắt Vương Lâm rơi lên trên thì lập tức vặn vẹo và nhìn không thể rõ ràng. Nhưng khoảnh khắc khi Vương Lâm thu hồi ánh mắt thì thiên địa lại vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Một mảnh đại lục trong chín cái có khoảng cách gần nhất đột nhiên run rẩy dữ dội. Khoảnh khắc này một luồng khí tức không thể nào hình dung nổi lập tức điên cuồng phóng ra. Đúng lúc này thì mảnh đại lục lại chấn động ầm ầm. Đại lục này quá lớn, thậm chí còn vượt xa Mạc La năm xưa. Lúc này nó chấn động làm những vị trí bên ngoài tan rã. Hàng loạt văn thú màu đỏ huyễn hóa ra từ trên những lục địa tan vỡ đó. Tất cả đều mang theo ngọn lửa hung ác và những tiếng rít kinh thiên động địa. Tất cả đều liên tục tản ra khắp bốn phía. Ngay sau đó đại lục kia lập tức chấn động, rất nhiều văn thú màu xanh tản ra, những văn thú màu trắng và màu tím cũng có rất nhiều. Cuối cùng khi kim quang bùng lên thì hơn 10 con văn thú màu vàng ầm ầm xuất hiện. Tình cảnh này làm ra đầu Vương Lâm trở nên tê dại, thậm chí ngay cả hít thở cũng ngừng lại. Đây là mảnh đại lục gì mà thậm chí có 10 vạn, 20 vạn, 30, thậm chí là 50 vạn văn thú ngưng tụ lại cùng một chỗ với nhau. Tất cả đã tạo thành một đại lục không giới hạn. Tình cảnh lúc này cũng không phải đại lục tan vỡ, cũng không phải đang run rẩy mà chẳng qua vì văn thú chuyển động nên những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng và thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa. Người nào chưa được nhìn thấy một đám hơn 10 vạn văn thú thì chắc chắn sẽ không thể cảm nhận được sự rung động lúc này. Thân thể những văn thú cũng không phải nhỏ, lúc này một khi đạt đến số lượng 10 vạn thì đã che phủ trời đất.
Thậm chí Vương Lâm còn sinh ra một loại cảm giác giống như đây chỉ là một ảo giác và phong giới không thể nào chứa đựng nổi số lượng văn thú khủng bố như vậy được. Lúc này hắn đã không nhìn thấy giới hạn, tất cả mọi thứ trước mắt đều là văn thú. Lúc này không những là Vương Lâm mà ngay cả Văn Vương cũng bắt buộc phải cảm thấy sợ hãi. Thiên địa khắp bốn phía đều là văn thú với số lượng vô cùng vô tận. Số lượng này Vương Lâm đã không thể nào tính toán được, cũng chỉ sinh ra những cảm giác mơ hồ. Hắn biết được có rất nhiều văn thú nhưng không thể tính được số lượng. Nhưng dù thế nào, dù là ai mà nhìn thấy đám văn thú này, dù là tu sĩ đệ tam bộ thì tâm thần cũng sẽ vang vọng, da đầu cũng run lên. Đúng lúc này đám văn thú đang bao phủ cả thiên địa đột nhiên tản ra trong khoảng thời gian cực ngắn. Vì vậy mà vị trí sâu nhất trong phong giới được lộ ra trước mắt. Trên lực lượng của ba mảnh đại lục bảo vệ vòng ngoài lập tức xuất hiện dấu hiệu giống như đang vặn vẹo, làm cho ánh mắt có thể thấy được rõ ràng hơn. Vương Lâm thấy được một tình cảnh cả đời khó quên, tình cảnh này làm vẻ mặt hắn tái nhợt rồi không cần do dự mà truyền thần niệm để điều khiển Văn Vương dẫn theo đám văn thú lui về phía sau như tên bắn. Trên bầu trời ba đại lục kia xuất hiện một khe nứt khổng lồ giống như bầu trời bị xé toạc, khe nứt này lớn đến mức khó thể tưởng tượng. Một luồng uy áp kinh thiên động địa lập tức bùng ra từ trong khe nứt, ngay sau đó một con văn thú khổng lồ với thân thể trên vài vạn trượng chậm rãi thò nửa người ra từ trong khe nứt, giống như đang muốn dãy dụa phóng ra ngoài. Nửa thân thể khổng lồ của con văn thú làm cho người ta há hốc mồm và hồn bay phách tán, giống như bị rơi vào một tu chân tinh rồi hút khô chỉ còn lại bộ xương. Khi thân thể văn thú khổng lồ kia liên tục vùng vẫy thì những tiếng gào thét ầm ầm điên cuồng truyền ra khắp mọi ngõ ngách của phong tiên giới. Khoảnh khắc này toàn bộ phong tiên xuất hiện dấu hiệu tan vỡ một lần nữa. Lúc này tất cả văn thú khắp bốn phía đều run rẩy giống như đang quỳ lại. Ngay cả thân thể văn vương của Vương Lâm cũng liên tục lui về phía sau rồi liên tục giãy giụa, nhưng nó đã ở với Vương Lâm nhiều năm. Vương Lâm thân là nghịch tu, dù là văn thú cũng nghịch văn thú. Lúc này dưới những luồng uy áp kinh thiên đang liên tục gào thét, kim quang toàn thân Văn Vương lập tức lóe lên điên cuồng. Văn Vương đột nhiên xoay người lại rồi hướng về phía con văn thú khổng lồ trong khe nứt mà gầm giống lên một tiếng. Tiếng gầm giống này lộ ra vẻ điên cuồng, lộ ra cảm giác không cam lòng, cũng lộ ra sự tôn nghiêm của bản thân Văn Vương. Khoảnh khắc này tiếng gầm giống của Văn Vương đã vang vọng khắp phong giới, cũng kinh thiên động địa. Tiếng gầm giống của Văn Vương vang lên chính là tiếng kêu khiêu chiến. Văn Vương của Vương Lâm dùng ánh mắt điên cuồng nhìn về phía con văn thú khổng lồ đang vùng vẫy muốn phóng ra khỏi khe nứt, trong mắt nó bùng lên những khát vọng dữ dội và hồng quang ngập trời. Lúc này Văn Vương có thể cảm giác được rất rõ ràng, con văn thú trong khe nứt khổng lồ có một dòng máu cực kỳ thuần khiết của văn tộc. Loại máu này có lực hấp dẫn chí mạng đối với Văn Vương, nó có khát vọng cực điểm muốn tiến lên hút lấy một ngụm, dù chỉ là một giọt cũng thỏa mãn. Loại khát vọng này truyền vào tâm thần Vương Lâm làm hắn trở nên trầm tư. Đám văn thú ở bốn phía quá nhiều, căn bản không thể tính được số lượng cụ thể, nhưng một bầu trời tràn đầy văn thú màu xanh, màu trắng, màu tím đã bùng ra luồng khí tức đủ để làm cho một tu sĩ đệ tam bộ phải run rẩy tâm thần. Đừng nói tiến về phía trước, dù lui ra phía sau cũng cảm giác được rơi vào đường cùng. Khoảnh khắc khi Văn Vương gầm giống lên, tất cả ánh mắt của đám văn thú đang bao phủ khắp bầu trời bốn phía đều ngưng tụ lại, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Văn Vương đang đứng trong đám văn thú. Ánh mắt Vương Lâm trượt lóe lên, hắn cắn chặt răng, tâm thần khẽ động thì Văn Vương bên dưới lại gầm lên. Khoảnh khắc này kim quang lại lóe lên, thân thể Văn Vương phóng về phía trước. Trong nháy mắt khi Văn Vương lao ra, đám văn thú không có giới hạn ở bốn phía lập tức rít lên vang vọng. Đám văn thú màu đỏ, màu xanh và màu vàng không dám tiến lên, dù là văn thú màu trắng cũng chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài. Đây là cuộc chiến của Văn Vương, chúng nó không có tư cách tham dự. Nhưng ánh mắt của rất nhiều văn thú màu tím khắp bốn phía đột nhiên lóe lên hàn quang, tất cả đều lập tức chuyển động. Vài ngàn văn thú màu tím gầm giống rồi phóng thẳng về phía Văn Vương. Khoảnh khắc này Vương Lâm vốn cũng không đi ra cùng Văn Vương, hắn thu lại toàn bộ khí tức rồi ẩn mình trong đám văn thú. Nhưng khi nhìn thấy đám văn thú màu tím xuất hiện, tinh quang trong mắt Vương Lâm lập tức bùng lên, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp tiến một bước phóng ra ngoài. Khi Vương Lâm tiến ra thì những tiếng sấm động ầm ầm trở nên vang vọng, hắn tiến một bước ra khỏi đám văn thú rồi xuất hiện trước mặt đám văn thú màu tím vô tận. Khoảnh khắc khi thân thể hắn xuất hiện, đám văn thú khắp năm phía đồng loạt phát ra những tiếng rít dữ dội. Một ngọn lửa hung ác không thể nào hình dung nổi lập tức bùng lên ngập trời. Khi ngọn lửa bùng lên, đám văn thú khắp bốn phía lập tức phóng đi ầm ầm. Vương Lâm bày ra tu vi đệ nhị bộ, hắn đạp chân lên lưng văn thú, tay phải vung một chảo lên hư không. Một tia chớp màu đen lập tức từ trong đất trời phóng đến như tên bắn, sau đó tia chớp lại hóa thành một thanh tam xoa kích khổng lồ trên tay Vương Lâm. Đúng lúc này Văn Vương lại ngửa mặt lên trời gầm giống, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Khi tiếng gầm vang lên thì những luồng uy áp của Văn Vương điên cuồng bùng ra. Những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa lập tức bùng lên dưới uy áp, một lực lượng chấn động giống như con sóng thần khổng lồ bao phủ tất cả văn thú bốn phía, toàn bộ văn thú đều phải ngừng lại. Đám văn thú màu đỏ, màu xanh, màu trắng đều dừng bước tiến, cuộc chiến của văn thú chúng không thể tham dự. Điều này hoàn toàn khắc sâu vào trong linh hồn đám văn thú, những văn thú từ màu tím trở lên mới có tư cách tham gia.
Dù đám văn thú đã ngừng lại nhưng lực chấn động lại điên cuồng bùng đến, gió tanh phả thẳng vào mặt rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm và Văn Vương. Đám văn thú màu tím dùng tốc độ quá nhanh, cả đám bùng ra khí tức của tu sĩ toái niết đại viên mãn, đã tới gần trong nháy mắt. Mái tóc trắng của Vương Lâm bay bổng trong gió, tam xoa kích trong tay phải được quét ngang, trong thân thể vang lên những âm thanh ầm ầm. Lúc này lực lượng cổ thần đã bao phủ khắp toàn thân rồi quét ngang theo tam xoa kích, thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, hàng loạt tia chớp gào thét, một biển lửa màu xanh từ trong tam xoa kích bùng ra. Lên! Vương Lâm khẽ quát một tiếng, Văn Vương bên dưới lập tức rít lên kinh thiên động địa giống như cùng tỏa sáng với chủ nhân, thân thể phóng về phía trước ầm ầm. Khoảnh khắc này những luồng hào quang kim sắc trên người hắn mà từ xa nhìn lại giống như một vầng thái dương, những luồng sáng kim sắc bùng ra giống như kiếm làm khí thế Văn Vương tăng lên mức độ cực kỳ khủng bố. Một tiếng vù vang lên, văn thú màu tím có khoảng cách gần nhất đã gào thét phóng đến, cái vòi khổng lồ có thể so sánh với tất cả pháp bảo trong thiên địa lập tức phóng thẳng về phía Vương Lâm. Nếu bị nó đâm trúng thì chỉ cần khẽ hút, Vương Lâm trở thành xác khô ngay lập tức. Khoảnh khắc khi văn thú màu tím tiến đến, tam xoa kích trên tay phải Vương Lâm lập tức quét ngang, sấm sét trong thiên địa đột nhiên lấy vị trí văn thú màu tím làm trung tâm rồi âm hàng lâm. Tất cả sấm sét đều bao phủ quanh người văn thú màu tím. Một tiếng ầm vang lên, Vương Lâm cũng không ngừng lại, tay phải nắm lấy tam xoa kích rồi hút ngược trở lại. Hắn đâm tam xoa kích về phía một con văn thú màu tím khác đang phóng đến phía sau như tia chớp. Khi tam xoa kích được đâm ra, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bùng lên rồi mở rộng trên mũi kích. Sau đó ngọn lửa lại nuốt chửng lấy văn thú màu tím. Dù sao văn thú cũng chỉ là thú, thật sự không giống người. Nó không biết sử dụng pháp bảo, dù có được lực lượng chiến đấu của tu sĩ toái niết nhưng nếu là chiến đấu thật sự thì không thể bằng. Văn Vương dưới cơ thể Vương Lâm xông thẳng về phía trước cực kỳ linh hoạt, nó tránh thoát vài con văn thú màu tím. Khi đang muốn tiến về phía trước thì đột nhiên có một văn thú màu tím tiến đến. Con thú này ngăn cản tất cả lối đi trước mặt, phóng đến cực kỳ dữ tợn. Hung quang trong ánh mắt Văn Vương lập tức trở nên cực kỳ nồng đậm, thân thể Văn Vương cũng không lóe lên mà trực tiếp mang theo kim quang, mang theo những luồng uy áp của thú vương trực tiếp đánh về phía văn thú màu tím. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, Vương Lâm chỉ cảm thấy phía dưới chấn động, văn thú màu tím đã bị đụng vào rồi văng ra ngoài hơn 10 trượng. Nhưng văn thú màu tím lại không dính bất kỳ vết thương nào, ngược lại vẻ mặt nó càng thêm dữ tợn, bên ngoài thân thể nó còn có cả tiên lực ngưng tụ lại, giống như một tu sĩ sắp thi triển thần thông. Toàn thân Văn Vương đã có nhiều chỗ tổn hại, máu tươi chảy xuống, đặc biệt là trên vòi xuất hiện một vết thương. Cơn đau đớn kịch liệt làm cho Văn Vương trở nên điên cuồng, tất cả những sợi lông kim sắc đồng loạt dựng đứng lên, Văn Vương gầm giống rồi phóng ra. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vương Lâm đã quyết định giúp đỡ văn thú của mình hấp thu số lượng lớn máu tươi của những văn vương khác, chắc chắn sẽ không bao giờ rút lui. Dù trận chiến này cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng chẳng phải không có khả năng, vì một khả năng, vì khát vọng của Văn Vương mà trong mắt Vương Lâm bùng lên tinh quang. Hắn ngửa mặt lên trời gầm giống, thân thể đột nhiên phóng lên. Khi lên giữa không trung thì bùng ra những tiếng nổ ầm ầm giống như sấm động, thân thể hắn đột nhiên được phóng to một cách điên cuồng, khoảnh khắc sau đã trở thành một người khổng lồ vài trăm trượng. Tam xoa kích trong tay Vương Lâm cũng điên cuồng tăng trưởng khi thân thể hắn phóng to, cuối cùng đạt đến độ dài vài trăm trượng. Khoảnh khắc khi thân thể cổ thần xuất hiện, một luồng khí tức thuộc về thời viễn cổ đột nhiên bùng ra ầm ầm rồi khuấy động cả thiên địa. Lúc này tất cả lực lượng toàn thân Vương Lâm đều đã ngưng tụ về tam xoa kích trong tay phải, cuối cùng hắn ném mạnh kích về phía trước. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng khắp thiên địa, thanh tam xoa kích khổng lồ giống như một con rồng tức giận gào thét và phóng về phía trước. Tam xoa kích phóng thẳng về phía khe nứt đang được rất nhiều văn thú bao quanh. Trong tam xoa kích không những ngưng tụ lực lượng cổ thần của Vương Lâm mà còn có cả ý cảnh quy tắc tinh. Khoảnh khắc khi tam xoa kích được ném ra ngoài, sấm sét trong thiên địa lập tức bao phủ ầm ầm, tất cả đều hóa thành lôi cầu phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Một ngọn lửa lam sắc bùng lên bao phủ khắp bốn phía, ngọn lửa rất nóng và rất xanh. Dù là văn thú màu xanh cũng phải tránh đi nơi khác. Kinh người chính là trong tam xoa kích còn có cả thần thông của chính Vương Lâm, thanh kích khuấy động nguyên lực trong thiên địa rồi hóa thành tiên thuật bạch phàm. Khoảnh khắc này thiên địa đã giống như rơi vào ngày tận thế. Khoảnh khắc này văn thú khắp năm phía đều lập tức ngừng lại. Vương Lâm trực tiếp chụp lấy văn vương của mình rồi ném mạnh về phía trước. Toàn thân văn vương lóe lên kim quang, nó nương theo lực ném của Vương Lâm mà phóng thẳng về phía trước. Tam xoa kích mở ra một con đường rồi ầm ầm phóng về phía trước. Khí thế thanh kích mạnh như vũ bão cộng với luồng uy áp của Văn Vương làm đám văn thú ở bốn phía chỉ biết dãy dụ mà không dám phóng lên tấn công. Tam xoa kích phóng ra khỏi vòng vây của đám văn thú màu tím rồi lao ầm ầm về phía văn thú khổng lồ đang vùng vẫy trong khe nứt. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một con sóng lực lượng không thể nhìn thấu bùng ra. Khoảnh khắc khi con sóng đánh vào tam xoa kích thì những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục. Trong không trung bốn phía tràn ngập những ký hiệu của khí tức tang thương. Khi tam xoa kích đánh thẳng vào và tới gần những ký hiệu thì hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, thanh kích lập tức ngừng lại.
Nhưng dù Thanh Kích dừng lại nhưng Văn Vương vẫn xông thẳng qua, nó dùng ánh mắt khát vọng nhìn về phía khe nứt ở phía sau đám Văn Vương kim sắc phía trước. Khi đám Văn Vương kim sắc kia định tấn công thì kim quang trên khắp toàn thân Văn Vương của Vương Lâm giống như bị đốt cháy, trên thân thể nó có nhiều chỗ bị hủy hoại. Nó phát ra một tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Khoảnh khắc khi tiếng gầm giống này vang lên, giống như có hàng loạt tiếng ken két từ trong thân thể Văn Vương của Vương Lâm truyền ra ngoài. Toàn thân Văn Vương giống như đã tan vỡ, nhưng máu chảy ra ngoài lại không phải màu đỏ mà có màu vàng. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.